xin chào các chị. À, các chị có thấy đang mặc trên người một cái set nó có quen không các chị ơi? Tại vì cái set này lúc trước thì bên em đã có về một cái lượng hàng rất là lớn rồi. Và cái mẫu này cháy hàng cực kỳ luôn nha các chị. Là hôm nay bên em nhập về cũng là cái mẫu như thế này, nhưng mà chất liệu vải khác nè. Và bên em về thêm được hai màu nữa cho các chị luôn. À, là báo với các chị một cái tin vui là khi giờ bên em nhập về số lượng nhiều, thành nên là cái giá nó cũng sẽ rẻ hơn so với ban đầu cái set đầu em mặc. Cũng rất là nhiều luôn, các chị có thể là chị nào mà muốn biết cái giá này thì chấm cho em một chấm để em báo giá ha. Chất liệu cũng khác nha các chị, rất là đứng cái form nè, vải rất là mát và dày dặn nữa. Bên em nhập về có 4 màu lận, các chị tha hồ lựa chọn. Thay vì hai màu như cái set cũ thì set mới, chất liệu mới, rất là mát, giá mềm hơn nè. Với lại là được có 4 màu nữa các chị. Rồi bây giờ em sẽ nói cho các chị biết rõ hơn về cái set này ha. Là cái set là gồm áo với lại quần ống rộng như thế này. Các chị có thể mặc được hai kiểu, một là kiểu bỏ áo của quần như em, hai là các chị tháo áo ra ngoài cũng được. Mình phối hợp với lại, ví dụ áo mình có thể mặc với lại chân váy nè, hoặc là quần sọt nè. Và quần này thì mình có thể phối với lại áo ba lỗ trắng hoặc là đen, tùy ý các chị. Một set như thế này mà giá cũng cực kỳ mềm luôn. Là gần cho mọi người coi cái chất ha. Đây các chị thấy rõ không? Chất dày dặn lắm nha, và cái lưng thun này nó sẽ co giãn cho các chị. Những chị nào mà cái vòng eo mình lớn khoảng trên 80 thì mình mặc vẫn vừa luôn. Nguyên màu set như thế này các chị có thể mặc được khoảng 57-58kg đổ lại thì các chị mặc vừa hết. Rồi quay đằng sau cho các chị coi ha. Đó, phía sau như thế này, rất là dễ thương, có thể đi biển, đi chơi, dạo phố cũng được nha các chị. Sang lắm, đi tiệc thì mình phối với giày cao gót. Có 4 màu, em sẽ chuyển sang mấy cái màu còn lại cho các chị xem. Rồi đợi em tí xíu nha. Rồi đây các chị, một cái màu tiếp theo nè. Màu em đang mặc trên người thì nó dạng như là hồng ruốc đó các chị, mà màu hồng đất nha. Cái màu hồng nhưng mà không phải là hồng sáng, cũng không phải là hồng quá đậm. Cái hồng này các chị mặc lên nhìn rất là trắng da ha. Như các chị thấy thì cái set em đang mặc trên người thì nó sẽ có phối với màu trắng với là màu kem. Nó sẽ phối sọc hai bên, mình mặc vô nhìn rất là cao người luôn các chị. Mặc nhìn gọn lắm. Những chị nào mà kiểu như mình hơi thấp người, mình mặc cái set này vô vẫn rất là cao, nhìn sang lắm nha. Chứ nó không có kiểu như là không có bị lùn người mình. Rồi các chị có thể cắt ngắn lên cũng được, tùy đấy các chị thôi. Rồi phía sau lưng đây dễ thương lắm, màu hồng này các chị mặc lên trắng da cực kỳ luôn. Hồng ruốc và chất vải này, vải mới như nãy em có nói rồi thì nó rất là mát nha. Nó dày dặn lắm. Các chị nào mà thích mặc cái những cái set mình đi chơi thoải mái thì mình mặc cái này rất là đẹp luôn. Còn hai màu còn lại thì chắc em chuyển nhanh cho các chị coi, tại vì cái kiểu nó cũng giống y chang nhau thôi, nhưng mà nó khác cái màu. Rồi đợi em tí xíu ha. Đây nè các chị, cũng giống cái màu của cái set đợt đầu ha, nhưng cái này cũng là màu đen luôn. Và cái chất liệu vải thì khác nhau, mình mặc lên nhìn rất là dày dặn luôn. Cái trước thì cái vải nó sẽ mỏng hơn một tí xíu, hôm nay vải dày nhưng mà rất là mát nha các chị. Mặc nhìn gọn người cực kỳ. Màu đen những chị nào mà tròn người em thấy mặc vô cũng gọn hết trơn á. Và nhìn người mình nó kiểu như nó gọn và nó tôn được cái dáng rất là nhiều. Em mặc cái kiểu nó cũng bỏ áo trong quần ha. Bây giờ em sẽ cho các chị xem là cái áo của nó dài tới đâu, và khi các chị mặc á có thể mặc thành cái kiểu này nữa ha. Đây, các chị bỏ áo ra ngoài quần như thế này cũng rất là dễ thương đúng không? Phía sau nè. À, mặc ở nhà cũng xinh lắm luôn nha các chị. Mặc đi chơi dạo phố thì chúng ta bỏ áo quần cho nhìn kiểu như nó sẽ có kiểu cách hơn một tí xíu ha. Và cái set này thì giá cũng rất là mềm, hàng nhập luôn. Nhưng mà cái giá nó ok lắm luôn nha các chị. Nó rẻ hơn đợt đầu rất là nhiều. Bây giờ còn một cái màu cuối cùng thì em sẽ chuyển cho các chị xem luôn. Là tổng cộng 4 màu nha. Rồi đợi em tí xíu ha. Rồi bật mí cho các chị coi cái màu còn lại cuối cùng luôn nha các chị ơi. Em đang mặc trên người cái màu còn lại là màu nó hơi kem kem và nó hơi nâu nâu một tí xíu. Mình mặc lên nhìn rất là trắng da ha, cũng là phối với lại màu trắng nè. Rồi viền kem nè các chị. Rồi các chị nhìn kỹ giùm em bên hông đây nè. Đó, có cái viền sọc như thế này mình mặc cũng nhìn rất là cao luôn. Như nãy tổng cộng